Sang quan tâm ba thế? Mẹ đây cơ mà. Mẹ đây cơ mà. Ba đâu? Ba ở con đâu? Ba ở con đâu? Con gọi ba đi. Cấu đùa hết tai ba rồi. Xem ba đau đầu không? Nặn cho ba đi. Con nặn cho ba đi. Con gọi ba ơi. Con gọi ba Long đi. Nào, xem gọi ba đi nào. Ôi giời. Ba không ảnh hại à? Thế nào? Đây mà, ba Long ở đằng này mà. Con gọi ba dậy đi. Nhanh lên. Con gọi bảo ba dậy đi. Sao mà mẹ gọi, gọi ba dậy đi đã. Gọi ba dậy rồi đi đâu thì đi. Nhanh lên. Ba đây hả? Ba đâu? Ôi ơi. Cho ba hôn cái nào. Ôi giời, nó hôn ba kìa. Ôi giời ơi, tình cảm thế. Thơm ba xong chưa? Thơm ba xong chưa? Thơm ba xong chưa? Quay lại thơm. Ôi giời ơi, ba thằng này mà. Ba thằng này mà. Mồm thối à? Mồm thối không thơm à? À. Mồm thối không kém thơm à? À. Ba khóc rồi kìa. Ba Long Chánh khóc rồi kìa. Ôi trời ơi. Chúng chủ ghét lắm tôi vậy xin đấy. Ti ba Long đâu? Ti ba Long đâu? Đi ba Long đâu? Chờ đi ba Long đi. Ui giời ơi, ui giời ơi. Nào. Xin chào. Xin chào. Ba Long ơi. Con gọi ba đi. Ba ơi. Ba Long ơi. Ui giời ơi, ui giời ơi. Nghịch kìa. Ba đây mà. Bên này xinh nhà. Xinh nhà. À ba ba. Con con xem xem. Không nói chuyện nữa à? Ôi, đi ngủ rồi.